Sáng 12 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thị xã Quế Võ tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế, ngày toàn dân phòng chống ma túy trên địa bàn thị xã. Theo thống kê, trên địa bàn thị xã Quế Võ có 34 người nghiện có hồ sơ quản lý và khoảng 98 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023 với chủ đề Phòng chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy, thị xã Quế Võ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy, tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy dưới nhiều hình thức. Ngay sau lễ meeting, cán bộ chiến sĩ công an thị xã và đoàn viên thanh niên đã tham gia diễu hành trên một số tuyến đường chính trên địa bàn thị xã nhằm tuyên truyền tác hại của ma túy, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống ma túy.